Ở nhà em gái quê chiên sa kê. Đó. Em gái này ở quê luôn, miền quê. Đó. Hello. Tao Tên món khác hả? món này món ăn giặt. Con cái này, nó xíu trẻ ra Không phải nhiều đâu, nhiều giờ. rồi với lại làm cho đủ ăn thôi chứ. Mình làm cho mình ăn thôi hả? Sa kê đâu một một là chiên cái gì vậy? Chiên sa kê á, Chiên sa kê là chiên gì nữa được không? thì chiên hải Miếng sản đâu cũng được, là tôm mực đâu cũng được, giờ không có tôm rồi, không món tôm này mực hả? chiên này Này ngon hơn tôm. không, nhưng mà tôm với mực thì chiên có cái loại khác, có bột chiên giòn khác. Mua cái mặt chân căng Đây, wow, lịch, lịch cả nhà ơi. Đây, đi bắt lịch. Đây lịch chứ không phải lương nha. Rồi, lụm lên. Lụm lên, lụm lên. Đây, còn đây là lục bình. Lục bình. Hai thao lục bình. Đây là môn sứ sản nấu lịch. Lịch chứ không phải lương nha. Bỏ vô, bỏ vô. Mới chích ngay rồi hả? Mới chích sáng hả? Đi bảy chậu nữa cái gì mà xem đa. Cái này là con lịch nha cả nhà, chứ không phải con lươn đâu nha, đừng nói con lươn nha. Con này mắc hơn con lươn. Con này là nó mắc hơn con lươn, ngon hơn con lươn, mật của nó ăn rất là ngon. Mình nửa ký hơn ký cái gì này ký không à, gần hai ký, hai ký luôn hả? Cái mặt con nào lấy mặt lúa quá wow, 2 ký không? Này bữa mổ bụng lấy mặt á hả? Ừ. Nha. Giúp nó mầm ra. Từ khúc nấu lẩu căng được cái trường trúng, cái trường trúng cắt trúng cái mặt là nó bể mặt đó. Cái mặt này nó khúc ra ngoài đó, mặt nằm giữa à. Lịch đã rửa và cắt đã hoàn thành, giờ sẽ sẵn chế biến cháo cháo lịch môn chứ không phải cháo lương môn, cháo lịch môn.
chiếc xe huyền thoại của Dương Tư hả dì Tư? Để chạy hả? Wow. Để bán chi để làm đồ cổ. Xe huyền thoại của ta. Bằng số phố luôn là giỡn ha. Bán được cái gì? Đó, mình xăng. Km. Đồ kỷ niệm của ta. Ok đâu một. Một loại chiên cái gì vậy? Chiên sake á. Chiên sake là chiên gì nữa được không? Thì chiên hải sản đâu cũng được, tôm mực đâu cũng được. Dạ không có tôm mực tôm này mực hả? Chiên này. Này ngon hơn tôm. Không, nhưng mà tôm với mực thì chiên có cái loại khác. Có một chiên giòn khác. Wow. Bây giờ mình thử tỏi, mình xào lịch sơ sơ với củ môn. Đã trung luôn. Có món củ mình lấy sau riêng. Nó bây giờ nó cao, nó thơm. Mình chút bỏ cháo luôn hả? Ừ. Vậy là cái cho nó thơm rồi cái mình đổ vô cháo. Rồi mình đổ vô cháo đây. Con lịch nào lấy nó chà bá luôn, nó mập. Giờ mình bỏ vô nồi cháo nha các bạn. Wow. Wow, cháo ngon các bạn. Nhảy không ơi, nhảy hết các bạn ơi, nhảy hết khúc rồi. Rồi mình bỏ vô bột nha. Đó, mình trộn đều lên. Pha bột hơi lỏng rồi. Ừ? Pha bột hơi lỏng rồi thì bỏ vô nữa cho nó thêm nữa. Muỗng đầu tiên. Chế bột vô thôi, chế bột vô ở trên mặt nó thôi. Cho nó đắp cái đó lại nó. Tại vì mình hơi lỏng thì mình làm vậy. Chưa vàng để lưu quế vô niêm cháo môn lịch. Đây là nhà trồng không cả nhà, đồng dòng số kêu chi không ở gì. Ủa. Càng lâu là nó càng vàng thôi. Ừ. Nó chưa đó còn rắn lắm. Quá tươi ớt nữa ha. Ngon hơn gà rán nữa. Ngon hơn gà rán của con Thi nhiều Thi ơi. Đó, đó. Ồ. Wow, màu vàng hấp dẫn. Để vậy á Thi. Để vậy người ta làm. Trời. Cái chiều lấy 350 bông rưỡi chiên nữa. Đó. Em gái quê chiên sake chín lên rồi cả nhà. Đó, màu đẹp không? 350 tháng mười mấy chai. Tèm nha em cái tương ớt của người ta. Tương ớt của người ta luôn. Tương ớt của người ta để đẹp như. À miếng này nguội rồi đó. Rồi. Giờ mình thử miếng nha cả nhà. Tao miếng nào nguội đâu thôi, dính rồi thôi. Miếng này nè. Đây đây đây. Rồi chấm rồi ha, ha. Ăn miếng coi. Ôi giòn dữ vậy. Ừ, ngon quá. Rất là phê, rất là phiêu. Mời cả nhà. Ngon quá. Ngon quá rồi. Gà rán không cửa luôn Thi ơi. Thi, gà rán không cửa rồi. Gà rán của con ăn không được rồi. Môn, môn. Môn đã luộc xong rồi cả nhà ơi. Còn chế mâm ruốc. Cái này chút chấm với lịch nha, con lịch.
rồi, nó bỏ miếng à. Đây là thanh niên chín ít, hết trồng rau giờ tới chân nuôi. Lật vớt ra rồi nè cả nhà. Đây là con lịch nha, chứ không phải con lương nha. Hay gì á. Wow, nóng rồi nha. Nóng xì khói lên luôn. Xong. Rồi cháu lịch. Cháu lịch cho cháu lương đi cả nhà. Rồi mời cả nhà mình dùng cháu lịch nha. Chưa có tiêu, chưa có tiêu, tiêu. Chưa. Đấy, có tiêu. Để mâm ruốc. Này ông gì? Ốc lẹt. Ý quá, ông mỡ. Mỡ, ông mỡ. Mỡ nhỏ. Ốc mỡ này của anh Thư. Mỡ của Thư. Lịch. Này là lịch. Sa kê. Sa kê. Ăn không? Ừ. Ít thôi, rồi cho bắt đầu ăn. Rồi, như đó. Rồi, rồi. Món này tốt rồi. Bữa này đặt hồi năm ngoái tới năm nay. Khách mời VTV3 mới có mới được. À, đó. Bỏ cho nó đi.